Chào tất cả anh em, đã quay trở lại với video tiếp theo mà video này thì dành cho tất cả chị em thì nên hơn. Thì uh, ok anh em thì uh, từ cái thời điểm tháng 11 năm 2023 này đổ lại này thì đổ lại về sau nhá. Thì tất cả những cái kênh mà mình nhận tắt kiếm tiền đó thì nó liên quan tới cái nội dung 18+ cộng là nội dung là hướng dẫn. Hướng dẫn cho con bú ấy hoặc là những cái kênh mà hướng dẫn cái cách cho con bú hiệu quả nhất đúng không anh em đó thì tất cả những cái kênh đó là thuộc là kênh nội dung nó sẽ liên quan tới nội dung nhạy cảm và nội dung 18 cộng đó là đầu tháng 11 năm 2023 đổ lại đây thì YouTube cập nhật lại chính sách là sẽ cho bật kiếm tiền và sẽ cho quảng cáo ở các video liên quan tới cho con bú và được xuất hiện núm vú trong video tức là trong cái quảnh trong cái cảnh mà mình quay cho con bú thì mình vẫn được phép kiếm tiền và mình có thể quay được cả xuất hiện núm vú lên YouTube và trong thước phim đó luôn nhưng không xuất hiện một cái gì anh em biết đâu không xuất hiện trên hình thu nhỏ là được tức là sao tức là bây giờ ấy, tất cả những cái video mà anh em mà chị em có thể là hướng dẫn này những những cái video đó view khá là cao đó mà mình hướng dẫn cho những người phụ nữ khác cho con bú chẳng hạn thì tất nhiên trong cái nội dung video của mình làm là mình xuất hiện cả mặt nếu mà được không cần mặt cũng được nhưng mình xuất hiện kiểu như là nó sẽ quanh cái vùng ngực của mình mà nó vẫn xuất hiện một núm bú hoặc hai núm tức cái này là mình chia sẻ thật nha anh em nha tại vì nó là chính sách cập nhật của YouTube nó liên quan đến kiếm tiền của chị em thì nếu mà xuất hiện trong video thì bất kể một cái cảnh nào liên quan tới cái khu vực mình hướng dẫn là được. Được phép kiếm tiền và nó đã cập nhật lại chính sách và hệ thống thuật toán AI của nó quét qua nó sẽ cho kiếm tiền. Và tất cả những kênh mà từ tháng 11 tháng 10 từ năm 2023 ấy đổ về trước đang tắt kiếm tiền thì tất cả những cái video đó được phép kiếm tiền trở lại à, chị em nhé thì với một điều kiện là mình không xuất hiện cái hình thu nhỏ tức là mình xuất hiện cái điểm nhạy cảm là núm vú xuất hiện lên trên cái hình thu nhỏ video hình thu nhỏ video là gì hình thu nhỏ video là những cái hình thu nhỏ như thế này thì người xem nhìn vào sẽ thấy một cái hình thu nhỏ ở đây đây là một cái hình thu nhỏ đại diện đúng không? Hình thu nhỏ đại diện này mình không được xuất hiện nội dung đó ở đây thì mình có thể là chụp một cái khung cảnh khác hoặc là một mình chỉ cần không xuất hiện một cái vị trí đó là được. Đó là cái yêu cầu. Cái thứ hai ấy là những cái nội dung như vậy chúng ta có thể đặt là tiêu đề là hướng dẫn cho con bú đúng cách hoặc là hướng dẫn hướng dẫn cho con bú hiệu quả nhất đó thì những cái video đó không phải là những cái video gọi là mất không giá trị đâu anh em ạ những cái video đó là những cái video thuộc giá trị hướng dẫn cần thiết mình thấy là giá trị hướng dẫn cần thiết cho người khác cần có những người sẽ cần đó thì tất cả những cái nội dung đó được phép kiếm tiền và những cái nội dung liên quan tới những cái hình ảnh mà có thể là liên quan tới vũ đạo hay là, là liên quan tới tất cả những cái mà gọi là nhảy á, không quá hở, không quá không chỉ cần không hở. Cái vùng nhạy cảm không phát hiện vùng nhạy cảm thì tất cả những cái video đó đều được kiếm tiền. Thì anh em biết sao không? Chính sách YouTube cập lại là có thể là để cạnh tranh với các cái nền tảng khác. Mình nghĩ là như thế. Thì giờ đây thì tất cả những cái video mà mình thấy là nhiều á tất cả những cái video mà có cảnh này cho chăm con bú này những cái video mà hướng dẫn trẻ em hướng dẫn cho con bú đúng cách này mà trực tiếp thấy những cái vùng nhạy cảm đó là được phép kiếm tiền thì anh em có thể thông qua chính sách của nó như sau là nội dung có cảnh cho con bú giờ đây bạn có thể kiếm tiền từ quảng cáo đối với nội dung có cảnh cho con bú trong đó có một đứa trẻ xuất hiện. Ngay cả khi núm bú xuất hiện rõ ràng, trước đây những nội dung như vậy chỉ có thể kiếm tiền nếu không có hình ảnh núm bú xuất hiện. Ngoài ra, hình ảnh thu nhỏ có cảnh cho con bú tập trung vào phần ngực nhưng không có phần núm vú xuất hiện rõ ràng, hiện có thể kiếm tiền từ quảng cáo. Thì ở đây có những cái kênh YouTube mà, mà mình thấy là đổ về từ tháng 11 đổ về ạ thì sẽ được bật kiếm tiền lại. Đây là một cái tin tốt cho những chị em đã làm cái nội dung này khá lớn. Một lượng lớn video thì có thể kiếm tiền lại. Đây là tin tốt cho tất cả anh em làm với chủ đề này. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình.